Emry xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hiện tại thì Emry đang có mặt ngay chỗ đường Nguyễn Trãi, quận 5 đây, phố thời trang Nguyễn Trãi. Thì Emry cũng xin kính chúc cho quý cô bác, anh chị và các bạn có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui. Hiện tại thì gia đình chúng ta thấy rồi, tình hình kinh doanh hiện tại thì khu vực quận 5 này, một cái phố thời trang, một cái phố rất là nổi tiếng. Nhưng ở đây thì có nhiều cái cửa hàng quần áo, nhiều cửa hàng thời trang đóng cửa nhan nhản như thế này, và nhà cứ dán bảng cho thuê như thế này đây. Hiện tại thì tình hình kinh doanh ở phố thời trang Nguyễn Trãi này là cũng đến giai đoạn đỉnh điểm rồi. Phải nói là giai đoạn này thì các cửa hàng gần như là đã gồng hết nổi và phải đóng cửa phá sản. Nhiều đại gia thì tài sản hàng chục tỷ ở đây thì cũng phải bỏ chạy do tình hình kinh doanh quá ế ẩm đây. Bước đến thì cả nhà mình thấy rồi, cái bảng sale 70%, một cái cửa hàng bán quần áo mà sale đến 70% thì quá khủng khiếp. Cho nên là ở đây sẽ thấy rằng là buôn bán như thế này đây, quá gọi là ảm đạm luôn. Sale 70% tức là người ta muốn là cắt lỗ rồi, xả hết hàng để mà nghỉ đó, thì mới có chuyện sale 70%. Còn những cửa hàng kinh doanh buôn bán thì 30%, 50% và sale một số một hàng thôi. Còn cả hàng mà giá đây, gần như là chip bây giờ cũng là đóng cửa một hai mặt tiền đôi nè, cũng phải đóng cửa một mặt tiền rồi, không chịu nổi nữa. Đó thì những cái cửa hàng bây giờ thì cả nhà mình thấy thì gần như là đóng cửa gần hết luôn. Cái dãy nhà bây giờ là kinh doanh buôn bán bây giờ thì cực kỳ khó khăn. Cho nên là đa số cái cửa hàng thời trang ở đây là đa số rồi, phải nói đóng cửa đa số luôn, là do gồng không nổi. Tình trạng thì thua lỗ kéo dài, và hàng thời trang thì quý cô bác, anh chị và các bạn biết rồi đó, sang mỗi một năm là có một mẫu mới, một kiểu mới, một phong cách tông màu mới. Cho nên là năm nay mà bán không được thì để sang năm sau thì mặc định đó là những cái hàng lỗi thời rồi. Cho nên là bán gần như là nửa giá không ai mua, cho nên là lại giá trị nó bị bốc hơi rất là nhiều. Làm mà không thanh lý được hàng trong năm nay rồi năm sau gần như là bán rẻ như cho luôn, cũng không ai mua. Cho nên là kinh doanh thời trang là bắt buộc phải là giải quyết hàng năm, tránh cái tình trạng là để nó tồn kho quá nhiều. Nhưng mà bây giờ thì tình hình kinh tế mấy năm nay thì quá xuống cấp, và kể cả đến cuối năm 2023 này thì tình hình quá khốc liệt đây. Cả nhà mình thấy những cái băng hiệu như thế này đây, dán bảng cho thuê bấy ngày luôn, thì cỡ này thì kinh doanh để mà lấy lại vốn là rất là khó. Và nhiều cái chủ shop, cửa hàng kinh doanh là phải bỏ cửa chạy lấy người luôn, tháo chạy luôn, và đóng cửa không thể một hai mặt bằng nữa, mà đóng cửa nguyên một dãy như thế này đây. Thì những cái căn lân cận thì cũng đã đóng cửa hết, cửa mà khóa ngoài luôn thì biết là không có ai ở rồi. Mà chủ người ta cũng không buồn dán cái bảng cho thuê luôn, lý do là bây giờ mà có cho thuê thì cũng không ai dám vô thuê. Dán cái bảng cho thuê là cho khỏi bức ức ở trong lòng thôi, tại vì tài sản mình bỏ đó mà mình không thu được tiền hàng tháng thì hàng chục triệu, hàng trăm triệu thì cảm thấy rất là bức ức. Cho nên là mình phải dán cái bảng lên cho thuê cho nhẹ cái lòng mình bớt. Chứ thật ra thì thời điểm kinh tế khó khăn như thế này đây thì biết chắc là kinh doanh thời trang là không ai mua, và kinh doanh là sẽ lỗ. Cho nên là rất khó để mà có một cái cửa hàng nào mà dám đầu tư. Hiện tại thì bây giờ đây có cái một cái chợ nhỏ này ở khu vực chợ Bầu Sen đây. Chợ Bầu Sen thì bây giờ thì gia đình chúng ta thấy nhìn vào trong chợ thì nó cũng vắng tẻ uốn teo, kinh doanh buôn bán bây giờ thì cực kỳ ế ẩm luôn. Cho nên là gần như là tất cả các cửa hàng, tất cả các mô hình kinh doanh bây giờ là ngưng trệ hết. Đây, những cái đồ hoshi, nhà hàng đấy thì cũng phải đóng cửa rồi, không thể nào kinh doanh thời điểm này. Thì cửa hàng thời trang đồ rồi phải nói là thua luôn. Bây giờ tất cả các cửa hàng mở ra là gần như là cầm chừng hết. Đó thì một cái đoạn lớn thôi, mà cũng có nhiều cửa hàng nha, thời trang, giày dép đồ thì người ta cũng đóng cửa rồi, không có kinh doanh buôn bán được, gần như là phá sản là nó diễn ra là khắp nơi. Thời trang bây giờ thì những người mà nó gọi là đã lỡ leo lên lưng cột rồi thì không thể xuống được, tức là người ta đã đầu tư vào tiền mặt bằng nè, rồi đầu tư vào
cái vốn nhập hàng nè, tất tật luôn, thì gần như là người ta đã bỏ hàng tỷ ra để người ta kinh doanh ở đây. Cho nên bây giờ mà nếu mà ngưng luôn thì mất hết cả mấy tỷ. Còn bây giờ mà cầm chừng được thì được ngày nào hay ngày đấy. Bây giờ mà buông ra bỏ ra thì cũng không biết làm gì. Vốn liếng đâu thì nó nằm hết ở đây rồi. Đó thì cho nên là rất là khó luôn. Nhà mà cho thuê đi, cả nhà mình thấy đi, những cái bản cho thuê nhà mà 3-4 căn liền luôn, không ai thuê hết. Dán thì dán như vậy thôi chứ thời điểm này thì quá trời luôn rồi. Hạ giá quá trời. Tất cả các bạn hạ giá ở đây, nhưng mà bây giờ khách thì không có, người thuê thì không dám thuê. Những cái mặt bằng như thế này thì cũng cửa đóng then cài nữa. Vị trí rất là đẹp luôn, nhưng mà bây giờ thì gần như là cũng thua hết rồi. Không kinh doanh được, không buôn bán được nữa. Nhìn thì quá ảm đạm cho một cái con phố thời trang nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, nổi tiếng khắp cả nước như thế này đây. Để cho thuê nhà chính chủ đây, cũng là cửa hàng thời trang đây. Đó, cho thuê nhà mà cái nhà cao cả chục tầng như thế này đây, giá trị là cả trăm triệu hơn một tháng, nhưng mà bây giờ là coi như thua, không kinh doanh, không buôn bán, không làm ăn gì được hết. Đó thì kéo theo nguyên một dãy hệ lụy như thế này luôn, thì gia đình chúng ta thấy người dân thì bây giờ là nói tiền đi chợ, tiền đi vào mua chợ, mua rau, mua thịt đi, còn thiếu trước hụt sau nữa. Thì thời trang thì bây giờ thì phải nói là quá xa xỉ rồi. Ở đây cũng là mặt bằng cho thuê nữa đây. Đó thì cho thuê mặt bằng có cả số điện thoại đây luôn nữa. Bây giờ thì quá xa xỉ, tiền ăn còn không có nữa, tiền đâu mà thời trang. Thời trang thì thật sự mà nói đi, thì chừng nào mật mà gắt hết mới mua. Mà mua bây giờ cũng lựa mua trên mạng giảm giá sale rồi thôi. Bây giờ ra cửa hàng là mua không mua nổi nữa. Giá cao quá. Thứ nhất là giá cao, thứ hai là người dân bây giờ thì thất nghiệp quá nhiều, cho nên người ta cũng không có tiền. Cho nên là bây giờ là kinh doanh buôn bán thì mọi thứ gần như là ngưng trệ hết đây. Kể cả bây giờ là BT2000 đây, một cái hiệu thời trang tầm trung rất là nổi tiếng, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì 10 giờ rồi mà cửa hàng gọi là Si Collette Tông đây mà bây giờ cũng không có thấy mở cửa luôn, thấy mặt bằng cũng đóng cửa luôn. Và thấy một cái số xe người ta dựng luôn nè, cửa hàng khác đã dựng ra. Thì đây mình chứng tỏ rằng là cái cửa hàng Si này là chủ cũng đóng cửa, nhân viên cũng nghỉ làm rồi. Nếu mà thật sự mà người ta mở cửa trễ đi, giờ 10 giờ rồi mà chưa mở cửa, cho 11, 12 giờ mở cửa đi. Nhưng mà những cái xe, cái máy này chắc chắn của những cái shop kế bên người ta sẽ không dựng như vậy. Tại vì dựng như vậy người ta lại mở cửa thì người ta sẽ đuổi. Chỉ có một cái trường hợp duy nhất thôi là cửa hàng này đóng cửa luôn, không hoạt động nữa. Cho nên là những cái cửa hàng lân cận đó người ta mới để xe qua. Đó thì tình hình kinh doanh bây giờ sale giảm 50%, 70% mà vẫn vắng khách. Khu vực này bây giờ thì thiên đường thời trang đi. Thiên đường thời trang này phải nói là đã làm hài lòng biết bao nhiêu gọi là khách rồi, để người ta có những cái bộ thời trang đẹp. Rồi cũng đã làm giàu cho biết bao nhiêu là doanh nhân ở đây, từ một những cửa hàng nhỏ, rồi đi thuê nhà, rồi từ từ kinh doanh buôn bán lên luôn, rồi làm chủ làm cả, mua được nhà, mua được xe luôn. Nhưng mà nó là một cái biểu tượng ao ước của bao nhiêu người, biểu tượng ao ước một thời, nhưng mà hiện tại thì ghi thấy là gần như là thua hết rồi. Bây giờ thì phải nói là nhắc đến cái việc kinh doanh thời trang đó thì gần như nó không còn là một cái hào quang chớp nhoáng nữa, mà nó lại còn một cái gọi là ngao ngán của người kinh doanh. Gia đình chúng ta thấy rồi, khi mà kinh doanh làm cái gì đó để kích cầu, làm cho kinh tế phát triển, nhưng mà bây giờ thì tình hình chung kinh tế đã rơi như thế này, thì nhắc đến kinh doanh thì người ta thấy đó là một cái gì rất là ngao ngán. Thường thường thì những người đã có ít vốn hay nhiều vốn thì người ta cũng muốn đầu tư và tái đầu tư để nhân nhiều lên số tài sản của người ta. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ là nói đến kinh doanh là gần như là người ta ai cũng gọi là cầm cự hết và núp lùm hết, không dám ra kinh doanh nữa. Tại vì bây giờ kinh doanh là lỗ rồi, nói đến kinh doanh là ngao ngán lắm. Tiền thà để trong túi gì nó còn, rồi cứ nhín nhút hà tiện hà đặng mà xài.
chứ giờ là mở kinh doanh ra là ít nhất cũng mấy trăm triệu, mấy tỷ thì nó sẽ mất đi hết, không thu hồi vốn lại mà còn nhiều khi còn âm nữa. Cho nên là gần như luôn, nói đến kinh doanh là không một ai gọi là hào hứng kinh doanh nữa. Nói đến kinh doanh là gần như là người ta sẽ nghĩ đến ngay là thôi bây giờ có tiền bỏ túi thủ là chắc ăn. Thời buổi này là kinh doanh rất là khó, ra kinh doanh là sẽ lỗ. Một cái tâm lý mà có như vậy luôn thì gia đình chúng ta thấy là để vực dậy, để phát triển được thì rất là lâu luôn. Những cái hai căn nhà căn đôi như thế này luôn, cũng để nhà cho thuê, mặt tiền khủng khiếp lớn như thế này mà bây giờ thì không kinh doanh được. Đó thì kinh tế nó xuống cấp toàn cầu, và thành phố Hồ Chí Minh chúng ta bị xuống cấp, các quận lân cận ngoài quận trung tâm rồi tất cả các tỉnh luôn, bây giờ là gần như là đều chậm hết. Và để vực dậy cái nền kinh tế toàn cầu, để vực dậy cái nền kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì không phải là chuyện ngày 1, ngày 2, không phải là chuyện năm 1, năm 2 được, mà chu kỳ nó có thể là 3 năm, 8 năm, 10 năm, phải nói là một thời gian rất là lâu để lấy lại cái sự khôi phục kinh tế như trước đây. Đây cũng là quần áo mà thấy 39k một cái này, để đầy đường mà không ai mua luôn. Áo phun, áo buôn nữa, quá rẻ, phải nói là thời trang quá rẻ luôn. Và bây giờ tất cả các cửa hàng thời trang là mở ra đều luôn, nhưng mà không thấy nhân viên luôn, không thấy chủ luôn. Gọi là mở ra cho có thôi, bây giờ tài sản vốn liếng mình, tất cả tâm huyết mình nó nằm đây hết trơn rồi. Bây giờ không mở ra thì không biết làm gì. Mở ra cho có thôi chứ bây giờ là không có khách. Cho nên là cái chuyện mà để chầu trực, để đứng mà canh nữa là không thèm luôn. Tại vì nhiều khi cả ngày không có khách vào hỏi luôn, chứ đừng nói là mua. Cho nên là chủ người ta mở ra nhưng mà ta cũng làm ngơ với cái việc kinh doanh của mình luôn. Tại vì vắng quá vắng, không có khách. Những cái thời trang nổi tiếng một thời đấy, đây là dễ mặc nhất luôn nè, jean 135, 165 đấy. Đó thì rất là dễ luôn, mua một cái quần mà có trăm mấy ngàn. Cho nên là đây là điều quá tuyệt vời luôn rồi. Nhưng mà hiện tại thì tất cả các cửa hàng như thế này, jean 135, 165 gì thì cũng đóng cửa hết như thế này đây, nhan nhản luôn. Gần như là cái việc kinh doanh của bà con bây giờ là phải nói là quá thê thảm rồi, gần như là ngưng trệ hết. Và khu vực này cả nhà mình thấy đây, đường thì đông sầm uất như thế này, người qua người lại tấp nập, nhưng mà cái việc kinh doanh của bà con thì đến hiện tại thì gần như là phá sản rất là nhiều. Và một số cửa hàng, đa số các cửa hàng mà hiện tại còn cầm cự được thì cũng trong tình trạng là thôi thớp, và khả năng cao là đến sang năm 24 này thì trụ không nổi tiền mặt bằng, trụ không nổi tiền nhân viên, và trụ không nổi với lãi suất ngân hàng nữa, thì nhiều cửa hàng, nhiều công ty sẽ phá sản. Và tình trạng này thì việc làm thành phố khó khăn thì sẽ dẫn đến một cái trào lưu, đó là người người về quê, người người về quê luôn, về quê sinh sống. Tại vì bây giờ là ở đây tiền trọ này, tiền ăn, tiền uống, tiền tất cả các tật chi phí rất là nhiều, nhưng mà thất nghiệp nữa. Bây giờ chạy xe công nghệ thì quá nhiều hãng xe công nghệ cũng ra đời, và quá nhiều người chạy do thất nghiệp, không biết xin việc ở đâu. Cho nên là bây giờ thì xe công nghệ thì chạy cũng không đủ sống, rồi bán vé số bây giờ cũng thua, việc làm bây giờ thì khó khăn không có nữa. Cho nên là tình hình khả năng là sẽ chỉ có một con đường duy nhất là về quê, có rau, rau, có các cháu, con cháu. Và vô tình sẽ tạo một cái gánh nặng cho những cái tỉnh ở vùng ven, do là bây giờ thì lượng công nhân về mà không có công ăn việc làm nữa, mà trở về quê nữa, gọi là không có tài sản nữa, thì sẽ sinh ra nhiều gọi là tệ nạn, rồi ảnh hưởng đến an ninh trật tự nữa. Cho nên là tình hình sẽ là căng, không chỉ là cái bài toán riêng cho thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, mà tất cả các tỉnh thì người ta cũng phải chuẩn bị một cái kịch bản để cho tiếp nhận cái sự khó khăn, cái sự mà lao động mà thất nghiệp trở về quê với một cái số lượng lớn, và không có công ăn, không việc làm, nhiều người không có tài sản ở quê. Thì đây thì cũng một cái bài toán mà khi mà giải quyết việc làm ở quê thì cũng khó khăn. Thứ nhất là ở quê là ít việc làm, thứ hai là thu nhập rất thấp, cho nên là sẽ dẫn đến một cái hệ lệ, sẽ dẫn đến một cái sự tâm lý bị hụt hẫng, nhiều vấn đề nữa. Cho nên là hy vọng là chiến tranh sẽ mau chóng trôi qua, và
kinh tế sẽ sớm hồi phục lại để Việt Nam chúng ta thì sẽ có người dân sẽ có cuộc sống tốt hơn, có cuộc sống gọi là dư dả hơn như trước đây, thích mua sắm ăn xài tiêu xài đồ là thoải mái, cuộc sống thì gọi là có nhiều cái nó thuận tiện, có nhiều cái nó tốt đẹp đến người dân hơn. Thì clip của Ri đến đây thì cũng xin tạm dừng. Ri xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.